được mời anh có thể mang món quà. Tại vì sao cái này quà của anh thì anh cũng biết nó là cái gì luôn. Mà đồ của anh Hưng là cô này đấu giá hả anh? Anh đấu giá cô này. Cô này là vô giá nha quý vị. Chỉ có cái này là có giá thôi. Rồi, xin mời anh ạ. Xin lời chào trân trọng quý vị. Dạ. Xin cảm ơn rất nhiều. À, đây là món tôi nghĩ tới nghĩ lui, cái món quà này nó ý nghĩa. Tôi tin là các ông cũng sẽ dễ dàng nhanh chóng móc hòm bao để mua cho người yêu dấu của mình. Còn các cô gái cũng sẵn sàng thử chơi để tự chọn cho mình món quà đặc biệt. Đây là cái món quà không bao giờ quên được vì ngày đó đi show ở Anh. Chưa hết show nào hết mà dám quốc cái khăn này liền đầu tiên. Tại vì tới nơi là nó được giờ đó. Nên là không có làm chuyện gì làm hết, đi cho shopping. Cái này nó mới vừa tới luôn, nó là hàng không phải là đại trà, nó là để mới tìm. Cái này không mua liền, không bao giờ quên cái giá nó luôn. Nó là 4.678 euro tác bản Anh ở thời điểm đó. Dạ. Cái này nó rất đặc biệt, nó không có phim. Cả nước Anh lúc đó có 2 cái thôi. Đây là cái khăn trời này. Nó có cái độ dài cũng rất đặc biệt. Xin phép. Là như vậy. Cái khóa này để... mọi người ơi. Mọi người, thưa quý vị, cái khóa này là để đảm bảo em cho bông nó sát với lại lúc mình đeo ra đường không có bị giật đó quý vị. Đẹp quá. Đẹp quá luôn. Thì để cho Hưng rất rành về cái việc đấu giá cho nên là Hưng sẽ chọn con số 80 triệu là con số khởi điểm đầu tiên. Mức giá vậy không? Anh đang muốn tổng sự cao hơn. Quyên giả là Quyên chỉ được mở hàng đầu tiên 100 triệu. 100 triệu thì được cái sĩ lễ Quyên. Dạ, cứ thế đã. Dạ, chắc gì Quyên không mua được đâu. Quyên giả mạnh. 4.678 bảng năm. Bảng năm có nghĩa là hơn con số 100 triệu. Gần 200 triệu. Dạ. Bé Hương, giúp em với. Quyên ơi, có một khán giả đang xem live chị, họ yêu cầu họ mức lên 130 triệu. 130 triệu. Xin cảm ơn vì khán giả yêu dấu đó. Vâng, 130 triệu. Dạ, xin mời chị ạ, hay quá. Dạ. Xin mời chị ạ, là chị ở đây 150 triệu. 150 triệu, dạ, xin biết quý danh của chị tên gì được không chị? Chị tên là Hoàng. Chị Hoàng, thưa quý vị, chị Hoàng 150 triệu. Nếu chị không phiền, có thể cho em biết chị đang làm công việc gì, công tác ở đâu không? Chị đang công tác ở bệnh viện Răng Mặt, thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Răng Hàm Mặt, là chị là nha sĩ hay là chị là làm công tác quản lý? Là chủ đó em. Hai, quan sát chị là giám đốc, chị là chủ, dạ, chị là chủ. Chủ đầu tư. Dạ, chúng tôi có thấy một cái tay giơ tay. Ủa, 180 triệu. 180 triệu. Mình sẽ đi xuống dưới cho mọi người nhìn cái khăn. Đúng rồi. Đẹp hơn nha. Đẹp lắm chị ơi. Nó bước nó mịn lắm chị. 180 triệu lần thứ nhất. Em nghĩ lên đến là 200 là đẹp. Và có một cái điều đặc biệt nhé. Là Hưng chị chụp hình thì chưa bao giờ phát lên người đeo lên sân khấu lần nào cả. Sao chị Hà chị ok rồi đó. Bao nhiêu chị? 200 triệu. 200 triệu. Wow. Xin cảm ơn Hoàng rất nhiều. À, có quý vị nào? 230 triệu. Wow. 230 triệu, quyết tâm đó. Từng cam đoan, thậm chí ngay bây giờ có tiền luôn vào Fendi cũng tìm không ra. 230 triệu lần thứ nhất. Sao chị Hoàng? Mình đâu có thua được. Đúng không? Ai thắng cái phần đấu giá này, tôi xin phép được mời riêng gia đình người đó đi ăn tối với Hưng tự lo. 230 triệu lần thứ hai. Dạ anh Hưng ơi. Là chị đấu giá cái này anh hả? Anh nói là ủng hộ cái này à? Tôi đã cặp này 250 triệu luôn hả? Ồ, họ tự nhảy luôn 250 triệu luôn. Rồi, xin cảm ơn người bạn nào đó. Cảm ơn rất nhiều nha. Dạ, 250 triệu lần thứ nhất từ phía bên cái livestream của bên anh. Vâng, thưa quý vị, 250 triệu lần thứ hai ạ. Cho chiếc áo có 102 Fendi sau khi bán cho Đàm Vĩnh Hưng không sản xuất nữa. Thưa quý vị, 250 triệu lần thứ hai rưỡi ạ.
Dạ, mời anh. Tôi xin phép, tại vì không phải là cái show này của tôi, anh đã xin chị xin tha thứ nha. Nhưng mà vấn đề là tại vì mình đấu giá từ thiện, thành ra không phải đấu giá từ thiện để dành toàn cho ai hết. Nhưng mà thấy chị này hơi lận cận, tại vì tôi nghĩ là chỉ là muốn đấu giá cái chân của tôi. Nha. Thành ra tôi xin phép bây giờ hỏi các bạn, ai còn muốn đấu giá tiếp trên 250 triệu? Xin giơ tay. Lần 1, lần 2, lần 3, tôi xin đấu giá 500 triệu. Thưa quý vị, như vậy là sau khi góp 1 tỷ tiền mặt và 1 tỷ trước đó cho quỹ Tấm Lòng Việt thì ông Jonathan Hạnh Nguyễn đã quyết định 500 triệu gửi đến để mà lấy cái chiếc khăn này và gửi tặng món quà này cho chị luôn. Thưa quý vị, một cháu tay lớn hơn nữa được không ạ? Cảm ơn rất nhiều ạ. Theo như Hương thì mình thấy ở tất cả những cái điểm mà những lần mà đấu giá trước đó, có những người có thảo tâm, họ sẵn sàng có khi không lấy vật phẩm họ tặng luôn tiền còn đấu giá nữa cơ. Cho nên là với món quà của anh Hạnh như vậy, tôi nghĩ là chắc vợ chồng của chị Hoàng có cái điều đặc biệt đó muốn nói. Chị Hoàng không muốn nói gì không chị? Dạ. Chị Hoàng nói không có cho gì được, phải đấu tới cùng chứ. Đúng không mọi người? Dạ, bây giờ em muốn hỏi cái mức giá đầu tiên anh Jonathan anh đưa ra là bao nhiêu anh? 100 triệu. 100 triệu thưa quý vị, mức giá khởi điểm 100 triệu cho món quà kỷ niệm hành trình 70 năm của anh Jonathan Hạnh Nguyễn. Vâng. Thì xin đấu giá 200 triệu. 200 triệu thưa quý vị. 200 triệu. Wow. Đây. 250 triệu. Dạ em tên Huyền, lại là em đang làm nghề phun xăm. Chị Huyền phun xăm 250 triệu, xin mời anh nè. Anh 300 triệu. Anh tên gì anh ơi? Anh mình là Hoàng Tiến. Em bây giờ em ít làm hồ sơ nữa rồi, em chuyển sang làm mấy dự án khu đô thị. Thưa quý vị, bất động sản, anh Tiến bất động sản, mình nói vậy đi ạ. Anh Tiến bất động sản là 300 triệu, chị Hường phun xăm 250 triệu. Nhưng chị Hường chị không dừng lại đâu. Chị nhìn ánh mắt với Nguyên Thang nói rằng, để chị, dạ mời chị. 350 triệu. Thưa quý vị. Chị Hường ơi, tạm thời đã là 350 triệu, đúng không? Xin được nhắc lại, 350 triệu cho bức tranh rất là đẹp và rất là ý nghĩa. Mỗi một lần liền là kỷ niệm một cái hành trình một năm của anh Jonathan. Mặc dù thật ra là bây giờ thì anh đã hơn cái hành trình này rồi, nhưng mà anh muốn một cái món quà ý nghĩa ấy được gửi tặng cho ngày hôm nay trên 70 cái tờ tiền may mắn, mỗi tờ là 2 đô, cái số seri đẹp đã được lồng vào trong cái bức tranh này và được anh đem ra đấu giá, được góp tiếp vào trong cái Tấm Lòng Người. Tất cả những gì thuộc về anh Hạnh là đều siêu đặc biệt hết. Thưa quý vị, chị Hương 350 triệu lần thứ hai. Chị Hương đang là người chào giá cao nhất. 350 triệu lần thứ 2,5 ạ. Lần thứ 28 ạ. 29. 3 2 một. Xin chúc chị Hương, chị đã là người nhận được món quà quý giá này 350 triệu, sẽ được cáo vào quỹ Tấm Lòng Việt. Xin mời chị Hương lên đây, xin mời ông Từ Lương và xin mời ông Jonathan Hồng Nguyễn sẽ cùng lên từ bản lưu niệm. Chị cho biết thương hiệu trên tranh thiện tụi em giới thiệu với mọi người. Dạ hiện tại là em đang làm ở khu sông Tích ạ. Đâu, địa chỉ bao nhiêu chị buồn mấy? Dạ 39 Hồ Biểu Chánh, phường 11 quận Phú Nhuận. 39 Hồ Biểu Chánh, rất là về một quận Phú Nhuận. Đẹp quá. Cặp khung xăm đẹp lắm. Trời ơi, cặp lúc mày bán đẹp lắm. Xin mời tiền cho phần lưu niệm ạ. Một chào ở đây lực lớn thưa quý vị. Thưa quý vị, như vậy là với 500 triệu phong cho Lan Hạnh Nguyễn và 350 triệu của chị Hương Phung Xăm, chúng ta đã góp vào quỹ 800
ơi, Khang ơi. Dạ em ơi. Cái Khang con nãy bạn chị đấu giá là 250, tuy là không mua được, bạn chị muốn gửi 250 triệu đến ban tổ chức. Wow, thưa quý vị, xin cảm ơn bạn của chị Phương. Số tiền 250 triệu. Khán giả bạn Quang Đàm Vĩnh Hưng. Rồi, cái kênh này. Xin cảm ơn người bạn yêu dấu đó rất là nhiều. Và số tiền góp được cho chúng ta là 1 tỷ 100 triệu đồng. Xin chúc mừng. Xin cảm ơn rất nhiều. Hưng rất vui, Hưng vô cùng biết ơn cái sự yêu thương của anh Hạnh và người bạn yêu dấu đó. Hưng chưa được biết tên, đó Hưng sẽ hỏi cô bạn, cô Hương Việt Nam á, cô là người đứng ra môi giới và trả giá dùm. Cảm ơn nhiều lắm nha, Hưng hạnh phúc lắm. Hưng tới để không biết nói sao ta, Hưng thấy mình làm bao nhiêu cũng đủ đó, với cái kiểu mình vẫn hay làm mọi khi đó. Nhưng mà là Hưng thấy hôm nay là Hưng ấy mãn nguyện. Dạ, ít nhiều gì Hưng đã đóng góp được với chương trình, với VTV9, với cái quỹ Tấm Lòng Việt Nam để giúp đỡ bà con mình ở ngoài kia. Thật ra với con số này nó chưa là gì đâu mọi người ạ. Với những thiệt hại và những cái phục hồi sau đó nó cần nhiều tỷ lắm luôn đó. Cho nên là mọi người hãy tiếp tục đóng góp nha. Và Hưng khi có cơ hội, Hưng sẽ tiếp tục tham gia và đồng hành cùng với bất kỳ chương trình nào ở trong cái khuôn khổ cho phép của mình.